Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến, trái tim hồng của cả nước, là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học. Mọi người trao đổi trước, sau và trong giờ nghỉ giải lao của buổi họp. Cùng thưởng thức những ly cà phê của Tâm Lộc Phát thơm ngon, giúp mọi người tỉnh táo, phấn chấn hơn để đưa ra những ý tưởng mới, cách làm hay cho hoạt động kinh doanh của công ty. Tiếp đến lên tầng 3, đây là phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị CEO Nguyễn Lệ Khuyên, người đang từng ngày chuyên lửa, chèo lái con tàu Tâm Lộc Phát vượt mọi trùng khơi, vươn ra biển lớn. Không gian phòng làm việc rộng rãi, khang trang với nội thất khác biệt, độc đáo là nơi để Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp khách, trao đổi những công việc lớn của công ty. Với những đóng góp của Tâm Lộc Phát cho cộng đồng doanh nghiệp, dịch vụ sản phẩm, quyền lợi người tiêu dùng và những giá trị mà Tâm Lộc Phát mang lại cho cán bộ, công nhân viên và cổ đông. Phòng truyền thống của công ty được lưu giữ nhiều bằng khen, giấy chứng nhận, cúp và kỷ niệm chương do các cơ quan, ban ngành, viện, hiệp hội trao tặng cho Tâm Lộc Phát. Đây là nguồn động viên tinh thần mỗi ngày để Chủ tịch Hội đồng Quản trị vững niềm tin, bền ý chí đưa Tâm Lộc Phát chinh phục thành công. Ngoài ra, tại tầng 3 cũng là nơi làm việc của Phòng Kế toán Hành chính, có vai trò tham mưu và hỗ trợ cho Ban Giám đốc toàn bộ các công tác liên quan đến việc tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý nghiệp vụ hành chính, tài chính, cũng như các vấn đề pháp chế, hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng nội bộ công ty. Tầng 4, đây là tầng được nhiều khách hàng, đối tác tham quan nhiều nhất, cũng như hoạt động liên tục, đó là trường quay truyền hình, nơi sản xuất các bản tin, talk show, tọa đàm, live streams và quay giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp. Trường quay Tâm Lộc Phát được đầu tư bài bản với hệ thống đèn chiếu sáng, 3 màn hình LED hiện đại, đổi phông linh hoạt, cách âm tuyệt đối, trang thiết bị quay phim hiện đại sẽ mang tới những chương trình truyền hình hấp dẫn và đặc sắc. Đây là nơi sẽ ghi hình và sản xuất quảng bá các sản phẩm cho các doanh nghiệp là đối tác và cổ đông của công ty. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi sản xuất các chương trình truyền thông nội bộ của Tâm Lộc Phát, góp phần lan tỏa thông điệp, kết nối các thành viên Tâm Lộc Phát khắp cả nước qua tốc độ phủ sóng nhanh chóng của truyền hình công nghệ số. Bên ngoài trường quay là phòng tiếp khách, là không gian để các đối tác và ekip sản xuất chương trình trao đổi trước và sau khi ghi hình, cũng như là nơi để ekip trao đổi, thống nhất ý tưởng trước khi sản xuất. Cũng tại tầng 4 là phòng công nghệ 4.0, là phòng Data Center, hay còn gọi là trung tâm dữ liệu vận hành hệ thống công nghệ 4.0 của công ty Tâm Lộc Phát. Phòng Data Center được trang bị hệ thống máy chủ cấu hình cao, quản lý các máy tính bằng hệ thống server bảo mật tuyệt đối. Đội ngũ chuyên gia IT công nghệ trình độ cao, năng động và sáng tạo, quản lý kênh YouTube, các website, trang điện tử doanh nghiệp và đời sống.vn, mạng xã hội Tâm Lộc Phát. Ngoài ra, đây cũng là nơi sản xuất hậu kỳ các chương trình truyền hình Tâm Lộc Phát, duyệt đăng trước khi phát sóng.
lên tới tầng 5, một phòng đào tạo và chia sẻ khách hàng với quy mô gần 100 người, phù hợp cho các buổi đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho các thành viên của Tâm Lộc Phát và các học viên của từng khóa học. Tâm Lộc Phát với lợi thế đào tạo MC thuyết trình, diễn xuất cơ bản từ đội ngũ giảng viên là các MC ca sĩ diễn viên nổi tiếng trong nước. Bên cạnh đó là các khóa học đánh thức bản thân, lập trình ngôn ngữ tư duy để mọi người tự tin và thành công hơn. Phòng đào tạo được thiết kế linh hoạt phù hợp cho các lớp học chung hoặc tách thành các nhóm nhỏ để tiện cho các buổi đào tạo mini training, đào tạo nội bộ từng giáo trình khác nhau. Phòng đào tạo được trang bị máy chiếu, âm thanh ánh sáng, hệ thống cách âm tốt, tạo sự yên tĩnh để tập trung tiếp thu kiến thức và trải nghiệm. Cũng tại tầng 5 là phòng pháp chế bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm cho khách hàng và công ty. Với thiết kế phòng đẹp và ấn tượng, góp phần thể hiện và khẳng định vị thế, phong thái của người lãnh đạo. Tầng 6 là phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Văn phòng, Giám đốc Truyền thông, Giám đốc Phát triển Thị trường và lãnh đạo chi nhánh Văn phòng Hà Nội. Bàn làm việc riêng cho lãnh đạo các văn phòng, chi nhánh các tỉnh thành về công ty làm việc. Đặc biệt, đây cũng là nơi hội ngộ của các thành viên Tâm Lộc Phát tại thủ đô Hà Nội để phát triển các lĩnh vực của công ty đang vận hành. Tại tầng 7 là phòng thiết bị truyền hình và sự kiện, được bảo quản sạch sẽ gọn gàng, đảm bảo mang tới hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thật cho các thước phim truyền hình, cũng như thành công của các sự kiện cho các đối tác là các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trên toàn quốc. Có thể nói, tòa nhà tổng công ty Tâm Lộc Phát đánh dấu mốc quan trọng sau 3 năm hoạt động, nỗ lực không ngừng của tất cả thành viên Tâm Lộc Phát. Với mục tiêu tạo ra môi trường làm việc hiện đại, thân thiện cho mỗi cán bộ nhân viên, nên tòa nhà có không gian mở, thiết kế tinh tế, tiện ích đa dạng, cùng trang thiết bị hiện đại và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tối tân nhằm đáp ứng hiệu suất công việc đề ra. Đặc biệt, mọi thành viên đều sử dụng nước uống tinh khiết Tâm Lộc Phát, cà phê Tâm Lộc Phát đảm bảo chất lượng cho sức khỏe, tinh thần thư thái để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Có thể nói là trong 3 năm vừa qua, với cái đại dịch Covid-19 hoành hành thì không chỉ một mình công ty Tâm Lộc Phát mà rất nhiều các công ty khác trên thị trường toàn quốc đang bị ảnh hưởng nặng nề trong góc độ kinh doanh. Tuy nhiên chúng tôi rất là may mắn và rất là tự hào với sự đồng thuận rất cao từ ban lãnh đạo tổng công ty, ban lãnh đạo các văn phòng chi nhánh và quý cổ đông trên thị trường toàn quốc. Chúng tôi đã liên tiếp mở ra rất nhiều các cơ sở kinh doanh tại các tỉnh thành, khai trương văn phòng điều hành xe, phòng vé máy bay và khai trương các văn phòng chi nhánh. Tuy nhiên là kết thúc năm 2021, chúng tôi rất là vinh dự tự hào khi được chuyển sang một tòa nhà mới, một tòa nhà 7 tầng của công ty Tâm Lộc Phát và chính thức vận hành văn phòng tổng của công ty chúng tôi tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng cái chương trình của công ty trên thị trường thế giới và cái văn phòng chi nhánh đầu tiên mà chúng tôi mong muốn sẽ kết nối tại thị trường quốc tế đó chính là tại đất nước Singapore xinh đẹp. Và chúng tôi cũng đã có các ekip tại đất nước Singapore. Và vào đầu năm 2022, trong một cái chương trình đi tham quan du lịch và cái chương trình đào tạo tại Singapore với lượng là 300 các cổ đông của công ty tại thị trường Việt Nam sang bên đó, việc đầu tiên là chúng tôi sẽ chính thức khai trương văn phòng Singapore. Nhân dịp khai trương tòa nhà văn phòng tổng công ty, tôi xin phép được đại diện cho ban lãnh đạo xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo các văn phòng chi nhánh, quý cổ đông và nhà hợp tác trên toàn quốc trong thời gian qua đã nỗ lực cùng công ty, luôn luôn động viên và sát cánh đồng hành cùng công ty để chúng ta đã chính thức bước sang một tòa nhà mới. Đây có thể gọi là một trong những chương trình mà chúng tôi được gọi là đại thắng năm 2021. Trong thời gian tới, Tâm Lộc Phát sẽ xây dựng mô hình phát triển thành một tập đoàn kinh tế đa ngành. Do đó, tòa nhà tổng công ty Tâm Lộc Phát còn là nơi hội tụ của những doanh nhân, cán bộ nhân viên có tâm, tài, trí, đức để cùng làm việc, thúc đẩy mục tiêu kinh doanh phát triển lên tầm cao mới và sẻ chia giá trị yêu thương tới cộng đồng. Hơn thế, đây là nơi trở về của các thành viên cùng gặp nhau, động viên, khích lệ nhau trong công việc và cuộc sống như một mái nhà thứ hai của mình.